các comment, các thanh niên cùng comment đáp án để coi. Câu đầu tiên à, hãy trao cho em kiến thức. Đúng rồi, thầy đang đi trao kiến thức cho em đây. Nào, câu 26 nào các em. Câu 26 là một câu trong đề thi minh họa năm 2017. Câu 26 là một câu trong đề thi minh họa năm 2017. Câu này khá là khó và rất nhiều bạn nó không làm được câu này. Hôm nay thầy đi live stream chữa cho chúng ta 15 câu cuối đúng không? Nào, chào Hữu Đại, hello, chào cả nhà. Cả nhà cùng xem video live stream lại về tường, sau đó tất cả các bạn có các em vào trong video live stream của thầy nhá. Mình có câu 26 này. Hình vẽ nào sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y? Wow, có khá nhiều bạn comment đáp án này. Hình vẽ nào sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y? Ok. Thấy không hiểu? Chắc là theo dõi nhiều. Hình vẽ nào sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y? Thế các em lưu ý nhá, các em lưu ý nhá. Đây là dung dịch. Đúng chưa? Và thu được chất này là bị ngưng tụ, vậy chất này phải bốc hơi được. Đúng chưa? Về đây mình có này, mình loại cái anh này không bốc hơi. Đúng chưa? Anh này là muối cũng không bốc hơi. Anh này là muỗi không bốc hơi, vậy chỉ có anh ST bốc hơi thôi. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Các em xem về tường xong rồi tổ chức xem chung nhá. Các em xem về tường xong tổ chức xem chung. Tổ chức xem chung ở ngay trên tường của em để cho đông đảo các bạn cùng theo dõi. Đây, mình sang câu 27 này. Mình sang câu 27 này. 27 nhá, đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng thu được. Đây thì tìm được số mol CO2 này. 15,68 chia cho 22,4 thì bằng 0,7. Vậy đây mình có là số mol CO2 bằng 0,7 này. Số mol nước này 17,1 chia 18. Số mol nước 17,1 chia cho 18 bằng 0,95. Vậy mình thấy này, N nước lớn hơn N CO2 các em nhé. Mình thấy N nước lớn hơn NCO2. Vậy điều này chứng tỏ chắc chắn là ancol no đơn. Ancol no này. Đúng chưa? Do đề bài cho đơn chức nên là nó đơn. Được chưa? Vậy các em xe lại về tường thì nó sẽ bớt mờ hơn nhá. Các em xe lại về tường thì nó sẽ bớt mờ hơn. Đây là ancol no. Thế bởi vì nó là ancol no nên hoàn toàn mình sẽ có một cái vấn đề như sau. Là mình có N nước trừ NCO2 chính bằng N ancol. Vậy là bằng 0,95 trừ 0,7 bằng 0,25. Ok chưa? Vậy hoàn toàn đến đây ta sẽ tìm được. Ơ? Hello Phan Đức. Phan Đức ơi, chị Thảo Thoan sẽ trả lời cho em nhá. A còng. Để thầy tác chị Thảo Thoan vào đây. Đấy. Phan Đức inbox với chị Thảo Thoan nhá. Thầy đang live stream. Được chưa? Ở đây mình có này. Số nguyên tử carbon trung bình bằng số mol CO2 là 0,7 chia 0,25. 0,7 mà chia cho 0,25 thì bằng. Đây, 0,7 chia 0,25. 0,7 chia 0,25. 2,8 bằng 2,8. Được chưa? 2,8 vậy thì đây là hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng, chưa biết là no hay là không no. Đúng không? Chưa biết. Thế thì thầy để yên, nó là vậy, suy ra công thức của ancol nó sẽ là C2,8. C2,8H. 2N là 2 nhân 2,8 cộng 2O. Hay còn được viết dưới dạng là C2,8H 2 nhân 2 nhân 2,8 cộng 2 bằng 7,6. H7,6 là H6,6OH. Đây là công thức chung của ancol đúng không? Mình tìm được số mol ancol rồi, 0,25. Được chưa? Đề bài bảo là cho bọn này tác dụng với 15,6 gam axit acetic đốt nhau với CH3COOH. Thì có phải mình thu được không? Thì có phải mình thu được là CH3COOC2H2,8H6,6. Được chưa? Thế mà số mol axit acetic bằng 15,6. 15,6 chia 60 thì bằng 0,26. 0,26. Thì hoàn toàn mình có này, hiệu suất của cả hai phản ứng ancol này bằng 60%, có nghĩa hiệu suất phản ứng điều chế ancol này bằng 60% này là 0,6 này. 0,6 này bây giờ tính theo chất hết. Chất hết là 0,25. Vậy ST là 0,25. Các em lưu ý nhá, thuận nhân với 0,6.
thuận nhân với 0,6. Thuận nhân với 0,6 thì hoàn toàn mình tìm được số mol này. 0,25 nhân 0,6 bằng 0,15. Vậy số mol của ST chung là 0,15. Đây là công thức chung của ST nhá. Đây là sự kiến thức kinh khủng. 0,15 này nhân bằng ngoặc đơn này 15 này cộng này 44 này cộng 12 này nhân 2,8 này cộng 6,6 này bằng này bao nhiêu? 14,88g. Nhìn thấy không? 14,88g. Vậy đáp án đúng của chúng ta là 14,88g. Đáp án đúng đáp án D nha. Đáp án đúng đáp án D nha. Các em có hiểu bài không nhỉ? Hello, chào thằng Nhật. Ừ, dĩ nhiên là khó rồi em. Đây là những câu vận dụng và vận dụng cao rồi. Những bạn nào mà muốn theo dõi những câu này là phải xác định từ trước là mình lấy 8 điểm. Ok. Được không? Đấy nha. Xong chưa? Dĩ nhiên là khó rồi. Nào mình sang câu 28 nào. Câu 28. Tổng số hợp chất hữu cơ no đơn trước bạch hầu có cùng công thức phân tử C5H10O2. Lưu ý này, C5H10O2 mà yêu cầu là no đơn trước bạch hầu. Được chưa? Căng quá, đúng rồi, chính xác. Ok. Đúng rồi, phải nhìn đề đọc lại chứ em. Tổng số hợp chất hữu cơ no đơn trước bạch hầu cùng công thức phân tử C5H10O2 mà phản ứng dung dịch NaOH nhưng không phản ứng trắng bạc. Đây. Lưu ý nhá, C5H10O2 mà phản ứng với NaOH nhưng lại không có phản ứng trắng bạc. Lưu ý này. Thầy ghi ở đây nhá. C5H10O2 tác dụng với NaOH và không trắng gương. Vậy điều này tương đương với axit và este. Nhưng lưu ý este không có dạng HCOO. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình có. Ừ, câu này chỉ tầm 6-7 điểm thôi. Chính xác, tầm ạ. Những câu này chỉ tầm 6-7 điểm thôi. Nhưng mà đây, thầy đang bảo là cả buổi tối ngày hôm nay là mình chữa 15 câu này là mức độ vận dụng và vận dụng cao. Thì chúng ta phải xác định từ trước là muốn làm những câu này thì mình phải xác định mức điểm của mình từ trước. Hiểu không? Hiểu ý thầy không? Vậy đây mình có nhá. Vậy đây xét về axit này. Thì anh này là còn C4 H9 COOH, đúng không? Mình có này, 3, 4, 5, 2, 4, 8. 4 có 4 đồng phân axit. Đúng chưa? Đồng phân este không có HCOR phải. Vậy mình dùng skin của thầy. Mình có R1 cộng R2 thì bằng 5 chữ 1 thì bằng 4, đúng không? Không có 0 cộng 3 bởi vì 0 cộng 3 là HCO. 1 cộng 2, 2 cộng 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 chỉ có 1. 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 1 bằng 1. Vậy 2 đồng phân este, 4 đồng phân axit cộng với 2 đồng phân este. Đúng không? Nhưng phản ứng với NaOH nhé. Đây 4 có 4 này. Nhìn thấy chưa? À, đây là cộng bằng 4. À sorry, chỗ này thầy cộng nhầm. Đây là cộng bằng 4 thì là 0 cộng 4 chứ. Sorry, chỗ này thầy cộng nhầm nhé. À, 1 cộng 3. 3 cộng 1. Đây, chỗ này thì cộng nhầm. Đây rồi, 1 cộng 2 bằng 4. Đây có là 0 cộng 4 là loại do là HCO rồi. Vậy thì còn là 1 cộng 3, 2 cộng 2 và 3 cộng 1. Được chưa? 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 chỉ có 1, 1, 1, 1. Các em cùng comment đáp án nhé. 3 có 2, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 2. Được chưa? 2 cộng 1 cộng 2 bằng 5, 5 cộng 4 bằng 9. Vậy là tổng cộng mình có 9 đồng phân C5H12 tác dụng với NaOH mà không trắng gương. Những câu này rất hay thì nha. 9 đồng phần nhé. Đáp án đúng đáp án D. Ok, mình sang câu 29 nào. Mình sang câu 29 nào cả nhà. Câu 29 đáp án gì nhỉ? 29 đáp án gì nhỉ? 29 đáp án gì? nào cả nhà. Hello An Nguyễn, dĩ nhiên rồi, theo thầy thì mới thắng được. Theo thầy thì mới chiến đấu thắng rồi. Ok. Nào. Câu 29 nào. Cho các este. Cho các este. Etin format này. Dãy của các este đều phản ứng với NaOH đun nóng. Lưu ý cho thầy cụm từ là sinh ra ancol nhá. Sinh ra ancol nhá. Ui, câu này cũng hay lắm. Câu này phải viết phương trình.
Câu này mình viết phương trình. Vậy mình có này. 18 format. 18 format công thức là gì? Là HCO HCOO C2H5. Anh này mà thủy phân trong dịch đá OH, thầy viết phương trình cho ta nhìn nhá. Thì có phải là mình thu được 18 format này. Thủy phân thì mình thu được là HCOONa cộng với lại C2H5OH, thu được ancol chưa? Vậy thằng 1 thu được ancol này. Vinin acetat. Vinin acetat là CH3COO CH nối đôi CH2 mà cộng với NaOH thì phải mình thu được là CH3CONa và CH3CHO không? Được chưa? Vậy anh này không thu được ancol loại. Nhìn kỹ nha. Triolein là C17H33COO 3 lần C3H5 mà cộng với NaOH thì mình thu được C17H33COONa cộng với C3H5OH tất cả 3 lần nha. Được chưa? Vậy lại thu được ancol nha. Metinacrylat là CH2 nối đôi CH COO CH3 mà cộng với NaOH thì mình thu được CH2 CH COONa cộng với CH3OH nha. Được chưa? Vậy anh này lại thu được ancol nha. Đấy, những câu này những câu rất rất hay thì các em nhanh tay share lại về tường xong rồi tát tất cả các bạn vào trong video livestream nhá. Phenin acetat là CH3 COO C6H5 mà cộng với lại NaOH thì tạo thành thằng này ăn 2 NaOH để tạo thành CH3 COO Na cộng với C6H5 ONa cộng nước, không có thủ được ancol nhá. Vậy là 1 3 4, được chưa? 1 3 4 đáp án đúng đáp án B. Đây mình xong câu 29 nhá. Ok chưa cả nhà? Mình sang câu 30 này. Mình sang câu 30 là đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. 30 là đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Nha, nào tiếp tục nào. Câu 30 này. STX mạch hở của công thức phân tử là C4H6O2. STX mạch hở của công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng amonic trong dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng lượng dư AgNO3 trong NaOH3 thu được 4 amon bạc. Biết các phản ứng sẽ ra hoàn toàn, cấu tạo X. Vậy đây chúng ta lưu ý nha. Amonic tác dụng với NaOH vừa đủ thu được Y. Và cho thằng này thì ra được 4 amon bạc. 4 amon. Bây giờ mình đi viết, được chưa? Thầy áp lực kê là thế nào? Bài dễ mà em. Có gì đâu mà áp lực. Mình cùng chiến đấu nhá, mình cùng chiến đấu để chiến thắng. À, tuần sau thầy sẽ buổi livestream sau thầy sẽ cố gắng thầy ngó lại cái mạng. Không hiểu tại sao nó lại cứ bị mờ này. Cho học sinh kêu nhiều quá nhá. Tại mấy hôm nay thì đi dạy nhiều quá. Các em ủng hộ thầy bằng cách share video livestream lại về tường nhá, xong tag các bạn vào trong video livestream nhá. Nào mình có nè. À, STX mạch hở có công thức phân tử là C4H6O2. Thế bây giờ mình thử thằng A này. Thằng A là HCOO này. CH này, nối đôi này, CH này, CH3 này. Mà thằng này với NaOH thì ta thu được là HCOONa này và C2H5 CHO này. Anh này là amon thì ra anh này là amon, anh này là amon đúng không? Thì có phải một thằng này đầu HCO thì tráng hàng bạc. Vậy là 2A. Một thằng này CH5 CHO thì cũng tráng. Hàng bạc tiếp. Đúng chưa? Vậy là tổng cộng là tráng 4 bạc. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án A luôn. Nay mở quá. Vẫn xem hết không sao, xe lại về tường tí thì up full HD. Tuần sau là sẽ có mới luôn. Tuần sau thầy livestream thầy mua cam rồi.
thầy live stream mà, xong rồi quay cả mặt nữa thành ông Minh Vlog. Tuần sau ông Minh Vlog xuất hiện live stream cả mặt cho các em ngắm nhan sắc luôn. Nào, sang câu 31 nhá. Sang câu 31 một câu khá là hay. Câu 31 là đề thi minh họa năm 2015. Thủy phân 1 3STX bằng dung dịch NaOH. Thủy phân 1 3STX bằng dung dịch NaOH. Nào, thủy phân 1 3STX bằng dung dịch NaOH. Thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat và natri stearat. Thế thì natri oleat thì viết thế này. Là anh này. C17H33COONa. Đúng không? Và natri stearat là C17H35COONa. Như các em nhanh nhìn thấy là thầy đang chữa đề trong sách của thầy. Sách của thầy trị giá 145k và cực kỳ chất. Nào, cái tỷ lệ mol tương ứng là 1:2. Vậy là có một thằng này thì có hai gốc này. Đúng chưa? Một mol này thì hai gốc này. Vậy thì đặt luôn thằng này là số 1 thì thằng này là số 2. Ghép vào cái thằng glycerol. Glycerol có 3 chỗ cắm. Mình có là 1 2 2 2 1 2. Hết rồi. 2 2 1 thì trùng với 1 2 2. Được chưa? Vậy này, có phải là chất này 1 2 2 thì có phải là thủy phân ra một gốc C17H33 và hai gốc C17H35. Tương tự anh này thủy phân ra hai gốc C17H35 và một gốc C17H33. Và chỉ có hai thằng ST này thỏa mãn thôi. Các em hiểu chưa? Vậy đáp án đúng của mình là câu 31, đáp án mình là đáp án A các em nhá. Rất là tốt. Mình sang câu 32 nào. Các em chú ý này, tất cả các bạn đang theo dõi video livestream để chú ý nhá. Tối các em chú ý là tối chủ nhật 20:30 tối chủ nhật chúng ta thi tiếp. Thi tiếp về carbohydrate. Nha, tối chủ nhật chúng ta thi thử carbohydrate. Nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Nhớ chưa? Chấm cái để biết là em nhớ nào. Nào mình có câu 32 nhá. Đốt cháy 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit carboxylic đơn chức no mạch hở. Vậy là câu 32 này. Mình có 7,6 gam hỗn hợp gồm này, axit carboxylic no đơn chức mạch hở và công thức của nó là CnH2NO2 nhá. Và một ancol đơn chức có số nguyên tử carbon khác nhau. Ancol đơn chức thì thầy chưa biết là gì, thì thầy đặt nó là NOH. Đúng chưa? Thế mà đốt cháy. Đốt cháy nha, nhìn kỹ nha, đốt cháy nha. Thì mình thu được là CO2 và phần thưởng của buộc thi vẫn là một quyển sách hữu cơ của thầy. 0,3 này. 0,4 này. Mình nhìn thấy nhỉ, số mol nước lớn là số mol CO2 mà thằng axit của mình là cái thằng gì? Mà thằng axit của mình lại là cái thằng axit no. Thế thì axit no thì cháy luôn luôn cho số mol nước bằng số mol CO2. Vậy số mol nước lớn số mol CO2 này là do ancol. Vậy chắc chắn là ancol no. Mà lại đơn chức, vậy chắc chắn công thức của ancol là CmH2m cộng 2O. Được chưa? Và mình tìm được số mol của ancol là 0,4 trừ 0,3 bằng 0,1. Nha. Đến đây thì có bảo toàn khối lượng. Nhìn kỹ này. Bảo toàn khối lượng thì có này. Bảo toàn khối lượng thì có nha. 7,6 đầy bài cho nhá. Cộng với lại khối lượng của O2 thì bằng khối lượng của CO2 là 0,3 x 44. Cộng khối lượng của nước là 0,4 x 18. Các em hiểu chưa? Các em hiểu chưa? Rất là dễ. Tuần sau cam mới, tuần sau cam hit luôn. Thế nên là cố gắng theo dõi video livestream, trong xe video livestream lại về tường nhá. Xong rồi tát tất cả các bạn vào trong video livestream giúp thầy. Tuần sau cam xịn luôn. Hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng oxy này. Mình tìm khối lượng oxy này. 0,4 x 18 cộng 0,3 x 44 trừ đi 7,6 bằng khối lượng oxy bằng 12,8 chia 32 là ra được số mol nhá, 0,4 mol oxy. Vậy đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này. Mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này, 0,3 x 2 cộng với 0,4 x 1 trừ đi 0,4 x 2. Được chưa? Bằng này. Trừ tiếp 0,1 x 1 trừ 0,1 x 1 bằng này. Chia cho 2. Ô, chỗ này thì bấm nhầm rồi. 0,3 x 2 cộng với 0,4 trừ đi 0,4 x 2 bằng này. Trừ đi 0,1 này bằng này. Chia 2 này. 0,05. Vậy hoàn toàn đến đây
chúng ta sẽ có này, chúng ta sẽ có này, bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, bảo toàn carbon nhá. Mình có này 0,05 nhân n, 0,05 nhân n cộng 0,1 nhân m, 0,1 nhân m thì bằng 0,3. 0,3. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được, mình tìm được biện luận nm. Nm với n bằng 1, với n bằng 1 thì m loại. Với n bằng 2 thì m bằng 2. Nhưng đề bài nói này, số nguyên tử carbon trong phân tử ancol khác nhau và axit khác nhau nên không thể 22 nữa. Với n bằng 3 thì m loại. Vậy với n bằng 4 thì n bằng 1. Vậy lấy được chưa? Vậy chắc chắn công thức của axit của thầy là gì? Là C4H6C4H8O2 và công thức ancol là 1 thôi, thì công thức ancol chúng ta là CH4O. Được chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thực hiện phản hóa hứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên. Vậy hoàn toàn mình được này. Vậy thì este hóa 7,6, vậy axit của thầy là C3, các em nhìn rõ không? C3H7COOH. Anion của thầy là CH3OH. 7,6 thì số mol thằng axit là 0,05. Số mol ancol bằng 0,1. Hiệu suất là 80% là 0,8. Thì mình thu được là C3H7COOCH3 cộng nước dĩ nhiên đến mũi tên 2 chiều. Hiệu suất của phản ứng thì phải tính theo chất hết. Vậy anh này là chất hết này. 0,05 nhân với thuận nhân nhân 0,8. 0,05 mà nhân 0,8 bằng 0,04. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng của este nhân 88. 120 nhân 102 chứ. 0,04 nhân 102 bằng 4,08 gam. 4,08 gam, đáp án đúng chúng ta là đáp án A các em nhá. Đáp án đúng đáp án A. Ok. Các em hiểu chưa? Các em hiểu chưa? Ok, thanh cảm ơn Phạm Thị Thanh Tâm đang giảng bài cho các bạn. Chào Lan Anh. Lan Anh đi học off, Lan Anh đi học về rồi đấy hả? Và học nhanh lên em ơi, thầy mới chữa đến câu 33 thôi. Hoàn toàn vào có thể theo kịp được. Hoàn toàn vào có thể theo kịp được. Nha. Nào mình sang câu 33 nào. Câu 33 để đọc khối B năm 2012 đấy. 33 để đọc khối B năm 2012. Những cái câu mà thầy livestream hôm nay đều những câu rất dễ thi. Những cái câu mà kinh quá à, bình thường. Ok chưa? Nào mình tiếp tục nhé, sang câu 33 nè. Sang câu 33 nè. À, tại vì những câu này khó, những bạn nào mà chấp nhận mà theo dõi video livestream này thì mới kinh khủng. Đúng không? Những câu này khó mà. Câu 33, thủy phân STX mạch hở có công thức phân tử là C4H6O2. Sản phẩm thu được có khả năng trắng bạc. Lưu ý nhá. Sản phẩm thu được có khả năng trắng bạc. Số este thỏa mãn là vậy đầu tiên này, C4H6O2 vậy là HCOO đã C này. H2 nối đôi CH, CH3 là một cháu nhá. HCOO này. CH chỗ này là CH. Chỗ này CH thôi, sorry. CH này. 2 này. CH này nối đôi này. CH2 này. Được chưa? Đây là HCOO C4H6, đúng rồi. Đây là cháu thứ hai nhá. Cháu thứ ba này. Cháu thứ ba này là HCOO này. C này. CH3 này nối đôi này, CH2 này. Đây cháu thứ ba nhá. Đúng không? Đây đều có đầu HCO thì đều trắng gương, đều là C4H6 này. Nhìn rõ chưa? Tiếp tục này. CH3 này, COO này, CH này nối đôi này, CH2 này. Vậy đây là cháu thứ tư này. Ok chưa? Hiểu chưa các em? Vậy tổng cộng mình có, vậy đây mình có 4 cháu. Đáp án đúng mình đáp án A. À, ok chưa? Tiếp tục nha. Mình sang câu 34 này. Đề đại học khối A năm 2014. Đề đại học khối A năm 2014 nha. Đề đại học khối A năm 2014. Nào, chúng ta cùng quan sát nào.
đốt cháy hoàn toàn một mol chất béo, thu được lượng CO2 và nước hơn kém nhau 6 mol. Các em lưu ý nha, đây là thầy đốt cháy chất béo. Vậy ở đây chúng ta có một cái chiêu đây này để làm cho nhớ này. Chất béo của thầy thì luôn có này, NCO2 nhá, trừ N nước nhá, chia N cháy nhá, thì bằng là K trừ 1 nhá. Hơn kém nhau 6 mol mà đốt cháy chất béo thì chắc chắn là CO2 lớn hơn nước rồi. Vậy là 6 này, N cháy là 1 này. Vậy suy ra K có thể bằng 7. Được chưa? Được chưa, được chưa? K bằng 7, nhưng đây là chất béo. Chất béo là trieste. Vậy thì nó gồm có 3 nối đôi COO rồi. Đúng chưa? Vậy 7pi mà có 3pi COO rồi. Vậy chắc chắn nó còn 4pi CC. Lưu ý cho thầy nhá, 3pi CO thì không ăn brom, chỉ có 4pi CC ăn brom thôi. Vậy hoàn toàn ở đây thì được một chất béo của thầy thì nó sẽ ăn 4 brom. Hiểu chưa? Thì tìm được số mol brom 1 nhân 0,6 bằng 0,6. Vậy thì tìm được số mol chất béo 0,6 nhân 1 chia 4 bằng 0,15. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được giá trị của A. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được giá trị của A. Giá trị của A chúng ta bằng 0,15. Đáp án đúng đáp án D. Được chưa? Được chưa? Thì em hiểu chưa? Nha. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Câu 35 nào. Câu 35 nào. Chất X tác dụng với dung dịch NaOH. Chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Thu được hai chất Y và Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong đoạn 3 dư thu được chất T. Cho T tác dụng với NaOH lại thu được chất Y. Thế giờ thầy dạy chúng ta một cách nhìn nhá. Được chưa? Nào, được chưa? À đúng rồi. Thank you. Vừa nãy thì nhầm mất chút. Câu 33 đáp án đúng. Cảm ơn Lan Anh nhé. Câu 33 đáp án đúng phải đáp án A. Không biết tại sao đây thầy ghi 4 thằng rồi. Nhưng chú ý rằng là ở đây đề bài thầy quên mất, thầy chưa tìm được phân hình học. Số STX thỏa mãn chất trên cộng 1 đồng phân hình học. Anh này có đồng phân hình học này. Cảm ơn Lan Anh nhé. Lan Anh mất tinh thế. 5 thằng. Thằng này có đồng phân hình học. Nhìn chưa? 1 2 3 4 cộng 1 đồng phân hình học là 5. Thầy quên mất đồng phân hình học các em nhá. Sorry cả nhà nhá. Ok. Nào mình có này, sang câu 35 nè. Sang câu 35 mình còn 5 câu nữa thôi. Đây đều là những câu vận dụng cao rồi. Đến đây là những câu vận dụng cao. Được chưa? Được chưa nào? Câu 35. Câu 35 nhá, câu 35 nhá. Dĩ nhiên là hay rồi, những câu của thầy lúc nào chả hay. Em nhìn kỹ nhá, em nhìn kỹ nó để phân tích này. Chất X tác dụng với NaOH thu được Y và Z. X cộng NaOH. Đây là những câu vận dụng cao rồi, nên là những bạn nào xác định ở lại đây là những bạn nào xác định làm những câu vận dụng cao nhá. Thì khóa live VIP của thầy các em nhìn thấy là các bạn ấy thi được điểm rất là cao. Đấy, chúng ta luyện đến như vậy cơ mà. Luyện như vậy thì thi điểm mới cao được em ạ. Y cộng Z chứ luyện những câu dễ dễ thì chẳng làm ăn được gì. Được chưa? Cho Z tác dụng với AgNO3 trong NH3. Z này tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì thu được chất hữu cơ T. Được chưa? Cho T tác dụng NaOH lại thu được Y. T tác dụng với NaOH lại thu được Y. Vậy đây có nghĩa là T và Y số lượng tử carbon bằng nhau. Đúng không? Vậy suy ra T và Z mà khác T và Z cùng số lượng tử carbon bằng nhau. Vậy điều này tương đương với việc là Y và Z là cùng số lượng tử carbon. Y và Z mà cùng số nguyên tử carbon, vậy thì hai thành phần hợp lên thành X để phải cùng số nguyên tử carbon. Nhìn nhá. 1 2 1 2 thỏa mãn. 1 1 thỏa mãn. 1 2 1 2 3 thằng này vớt. 1 thằng này 2 vớt. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Thế giờ tiếp tục này. Bây giờ thầy đi viết tiếp phương trình này. Bây giờ giả sử là phản ứng A đi. Thì phải chất A là tác dụng với NaOH thì mình thu được là CH3COONa cộng với anh này là CH3CSO không? CH3CSO cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 nhá. Thì có phải là thầy thu được là CH3COONa không? Vậy có đúng trùng nhau chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các em nhá. Đáp án B không được bởi vì đây HCONa, HCONa cộng với NH cộng AgNO3 trong NH3 thì không thể tạo thành CH3OH được. Loại đáp án B. Đáp án đúng mình là đáp án A, được chưa? Ok chưa? Các em hiểu chưa?
Nào mình có nè. Ui dồi ôi, sao những câu này nhìn kinh chết khiếp. À, mình sang câu 36 nào các em. Nào, mình sang câu 36 nào. Ông già Minh Vlog đang trưởng bài cho học sinh. Câu số 36 đề thi cao đẳng năm 2014. Đến đây là những câu kinh khủng à. Đây là những câu lấy được 10 các em ạ. Nhá. Đốt cháy hoàn toàn agam triglycerid. Triglycerid là thằng chất béo rồi, đặt nó là CAH. Đây là agam à? CaHbO6 đi. Cần oxy, số mol oxy là 3,26 mol thì thu được CO2 là 2,28 cộng với nước. Số mol nước là 39,6 chia 18 nhá. 39,6 chia 18, số mol bằng 2,2. Vậy hoàn toàn đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được số mol chất béo nhỉ. Mình có là 2,2 nhân 1 này. 2,2 nhân 1 cộng với 2,28 nhân 2. 2,28 nhân 2 bằng này, trừ đi 3,26 nhân 2 bằng này, chia cho 6 bằng 0,04. 0,04. Vậy hoàn toàn đến đây mình lại có bảo toàn khối lượng tiếp. Bảo toàn khối lượng thì mình sẽ có này, khối lượng của X cộng với 3,26 nhân 32 thì bằng khối lượng của CO2 là 2,28 nhân 44 cộng với 2,2 nhân 18 và mình tìm được mx luôn. 2,2 nhân 18 cộng 2,28 nhân 44 trừ 3,26 nhân 32 bằng 35,6. Vậy mx bằng 35,6 các em nhé. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn agamic trong dịch NaOH thì thu được Bg muối. Vậy có phải đây agamic thủy phân trong NaOH là một thằng này ăn 3 NaOH rồi, đúng chưa? Một thằng này ăn 3 NaOH nhá. Ở đây thì có máy tính rồi. Để thu được gì? Muối cộng với lại glycerol là C3H5OH 3 lần đúng không? Ở đây mình có số mol X thì vừa tìm được là bằng 0,04 đúng không? Thì số mol NaOH 0,4 nhân 3 bằng 0,12 đúng không? Glycerol thì bằng số mol X là bằng 0,04 đúng không? Bên đây thì bảo toàn khối lượng này. Thì vừa tìm được MX luôn rồi. Các em hiểu không? Thì tìm được MX luôn rồi là bằng 35,6. 35,6 thì đang giả sử như là không tìm thấy MX luôn. 0,12 nhân 40 để bằng M muối cộng với lại 0,04 nhân 92. Vậy đây thì tìm được M muối luôn. 35,6 này cộng 0,12 nhân 40 này trừ 0,04 nhân 92 này bằng này 36,72. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Các em nhìn rõ chưa? Dĩ nhiên rồi, rất nhiều cách giải của những câu này, nhưng mà đây là một trong số những cách giải nhanh nhất mà tổng quát nhất thầy muốn chữa cho các em nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 37 nào. Câu tiếp theo, câu số 37 là số chất mà một mol chất đó phản ứng tối đa với hai mol NaOH là. Úi dồi ôi, câu này mới hay này. Số chất mà một, làm gì có đơ đâu em. 37 này. Số chất mà một mol chất đó phản ứng tối đa với hai mol NaOH, các em lưu ý nha. Nhìn kỹ này. Đầu tiên để vẽ anh này ra cho chúng ta nhìn này, meta này. Đây. CH3. Đầu meta là OOC CH3. Thằng này ăn một NaOH nhưng OH này lại đính vào vòng thơm nên ăn hai thằng. Cứ OH đính vòng thơm là ăn hai thằng. Đây là một cháu ăn hai NaOH này. Được chưa? Tiếp tục này, meta này. Vòng tiếp này, anh chất thứ hai này. Đây là meta, đây là OH này. Đây là vị trí meta là đây. OOCH. Thằng này ăn 1 NaOH nhưng OH đính vào vòng tiếp lại ăn thêm 1 nữa. OH đính vào vòng nữa thì ăn thêm 1 nữa nên thằng này ăn 3. Vậy là loại. Anh này nhá. Thằng này có CLH3 là ăn 1 NaOH rồi này. CO là ăn thêm 1 nữa này. Vậy là ăn 2. Ok. Cháu này 2 OH đính vào vòng. Một cháu này nữa. Đúng chưa? Tiếp tục này. Anh para. Anh này thì lại chỉ ăn 1. Tại sao? Đây OH đính đây. Đây là CH2OH. Thế là chỉ có 1 OH đính vòng thôi. 1 OH đính vòng thì chỉ ăn 1. Vứt. Anh này có nhóm chức CO chỉ ăn 1 NaOH. Vứt. Anh này chỉ ăn 1 NaOH. Vứt. Vậy mình có 1,
2, 3. Vậy đáp án đúng của mình là có 3 nhé. 1, 2, 3. Đáp án đúng của mình là có 3. Ghê vào. Ok chưa? Sao lại có 5 đấy? Trần Thị Nguyên. Trần Thị Nguyên nhìn kỹ nhá. Một anh này này. Anh này không ăn này. Anh này ăn 3 cơ. Nhá. Anh này chỉ ăn có 2 là có này. Anh này ăn 2 có này. Anh này là chỉ ăn có 1 thôi này. Nhá. Anh này chỉ ăn có 1 này. Anh này chỉ ăn có 1. Tổng cộng có 3 thôi nhá. Trần Thị Nguyên nhá. Đây là những câu ST vận dụng cao đấy. Rất kén những bạn phải học được những câu này. Câu 38. Thế thì các em xe lại về tường xong rồi tác những bạn cùng đội tuyển của bọn em vào nhé. Để mà thi đội tuyển hóa thì nó là cho chất. Mình sang câu 38. Mình còn 38, 39, 40 nhá. 38 này. 38 hình như thì chuỗi nhiều rồi. Hỗn hợp ST của 2 ST đơn chức. Hỗn hợp ST của 2 ST đơn chức là đồng phân cấu tạo và điều chứa vòng benzen này. Đốt cháy hoàn toàn M gam E này. Em vào cổ vũ thầy nè. Ok, tốt. Đấy, em vào cân. Hỗn hợp X cùng 2 ST đơn chức là đồng phân cấu tạo đều chứa vòng ST. Vậy thì chắc chắn là 2 ST đơn chức là CX này, HI này, O2 này, đúng chưa? Đốt cháy hoàn toàn cần vừa đủ oxy này, số mol oxy vào. Các em biết là thầy vẫn đang đau học. Thầy vẫn đang đau học nhưng thầy vẫn cố gắng livestream của các em. Nghe giọng thầy vừa lại dạy lớp off về xong rồi đi livestream cùng các em luôn đấy, 0,36 mol. Thì đây là 0,36 mol oxy nhá. Thì thu được này, CO2 này, số mol CO2 14,08 chia cho 44 này thì bằng 0,32 nhá. Cộng với lại số mol nước này. Số mol nước là 2,88 mà chia cho 18 thì bằng 0,16 nhá. Thì hoàn toàn đấy thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì tìm được số mol của E nhỉ. À, 0,32 nhân 2 cộng với 0,16 nhân 1 trừ đi 0,36 nhân 2 bằng được bao nhiêu chia 2? Bằng 0,04. 0,04. Ok chưa? Thế vậy hoàn toàn thì tìm được anh này là C. Suy ra số nguyên tử carbon là 0,32 chứ 0,04 là C8 này. 0,16 nhân 2 chứ 0,04 là H8 này. O2. Vậy ST là C8 H8 O2. Được chưa? Cùng số mol là 0,04. Cùng số mol là 0,04 nhá. Đun nóng M gam E với dung dịch NaOH. Đun nóng M gam E và dung dịch NaOH NaOH thì có tối đa 2,8 gam NaOH phản ứng, vậy mình có 2,8 chia 40, tập trung vào học nhá, 0,07. Các em lưu ý này, ST là ST đơn chức. Đáng nhẽ phản ứng của NaOH tỷ lệ mol 1:1. Thế nhưng mà ở đây là phản ứng tối đa là 0,07. Vậy mình thấy này, số mol NaOH chia cho số mol ST bằng 0,07 chia 0,04 và bằng 1,75. 1,75 là lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Nên điều này chứng tỏ 100% rằng là thằng 1 này là ST của ancol. Còn thằng 2 này là ST của phenol. ST của phenol. Một thằng ST của ancol, một thằng ST của phenol. Nhá. Thế thì ở đây thì có này, thằng này 1, thằng này 2. Thằng này 1, thằng này 2 mà ở giữa là 1,75. Thì có 2 trừ đi 1,75 bằng 0,25. 1 trừ đi 1,75 bằng 0,75 lấy trừ tuyệt đối. 0,75 chứ 0,25 bằng 3/1. Được chưa? Bằng 3/1 rồi ấy. Mà tổng số mol của 2ST bằng 0,04. 0,04 mà chia làm 4 phần, vậy mỗi phần bằng 0,01. Vậy này bằng ST của ancol là 0,1, ST của phenol là 0,03. Hiểu chưa nhỉ? Hiểu chưa? Hiểu chỗ này chưa các em? Hiểu chỗ này chấm cái nhá. Nào tiếp tục này. Thì thu được dung dịch chứa 6,62 gam hỗn hợp 3 muối. Đấy. Thế lưu ý nha. À, vậy ở đây thầy viết xuống dưới này là một cháu là ST của phenol. ST của phenol. Số mol là 0,03. ST của ancol là 0,01, được chưa? Mà phản ứng với NaOH 0,07. Thu được. Để bài nói chúng ta là thu được 6,62 gam hỗn hợp 3 muối. 6,62 gam 3 muối. Chưa biết là 3 muối nào. Cộng với chắc chắn là ST của ancol thì phải sinh ra ancol rồi. Và có ST của phenol chắc chắn phải sinh ra nước. Đúng không? ST của ancol thì do ST của ancol số mol là 0,01, vậy thì ancol chắc chắn số mol ta bằng 0,01. Số mol của nước bằng số mol ST của phenol là 0,03. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta có bảo toàn khối lượng.
bạn tập khối lượng. Mình có này, khối lượng ST là bằng 0,04 nhân với 8,0,04 nhân mở ngoặc đơn này. Nhân mở ngoặc đơn này. 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 5,44. 5,44 cộng khối lượng NaOH, cộng khối lượng NaOH là 0,07 nhân 40. 0,7 nhân 40 thì bằng 6,62. Cộng với khối lượng của ancol là 0,01 nhân phân tử khối của ancol. Cộng với 0,03 nhân 18. Vậy hoàn toàn đây mình tìm được phân tử khối ancol nhá. 5,44 cộng 0,07 nhân 40 trừ đi 6,62 trừ đi 0,03 nhân 18 bằng chia 0,01 bằng 108 các em ạ. Phân tử khối của ancol là ROH, ancol đơn chức mà bằng 108. Suy ra R bằng 108 trừ 17. 108 trừ 17 bằng 91. Đến đây chúng ta sử dụng một cái skin của thầy. Skin của thầy là lấy 91 chia cho 14 thì bằng 6,5. 6,5 thì nếu nó là C6 thì nó là 91 trừ đi 12 nhân 6 bằng 19. Làm chẳng bao giờ có C6 bằng 19. Loại. Thế vậy là thì nghĩ ngay đến C7 thì nó là H7. Vì ancol là C7H7OH nhá. Ancol là C7H7OH nhưng nó là ancol mà este này este của ancol. Vậy nó là ancol phải OH phải đính vào. Đây C6H5 CH2OH chỉ có anh ancol này thỏa mãn không? Nó chứa vòng benzen. Vậy este của ancol của thầy chắc chắn nó là gì? Nó chắc chắn nó chỉ có thể là HCOO CH2 C6H5. Chính vì anh này nên nó sẽ sinh ra một muối là HCOONa với số mol của muối là 0,01. Được chưa? Mặt khác anh này là este của phenol. Este của phenol thì có hai anh hoặc là HCOO C6H4 CH2 CH3. Anh này không thể được. Tại vì nếu là anh này thì anh này tác dụng với NaOH nhá thì tạo thành một muối là C6H4 CH3ONa. Nhưng một muối nữa là HCOONa. Vậy là trùng với muối này. Mà đề bài nói đây là 3 muối. Đúng chưa? Chứ không phải là 2 muối. Vậy là loại trường hợp này. Vậy chỉ có thể là CH3 COO C6H5. Thì mình thu được muối đó là CH3 COO Na và C6H5 ONa mà thôi. Số mol bằng 0,03. 0,03. Đề bài hỏi chúng ta là khối lượng muối của axit carboxylic trong T. Khối lượng muối của axit carboxylic, chắc là đây là khối lượng muối của axit carboxylic trong T. Vậy là khối lượng của hai cái muối axit carboxylic trong T này. Vậy là bằng 0,01 nhân với 68 cộng với 0,03 nhân với 82 bằng 3,14. 3,14 gam. Đấy, vậy là khối lượng của muối là bằng tổng khối lượng hàng này. 0,01 nhân 68 cộng 0,03 nhân 82 thì kết quả của chúng ta là bằng 3,14. Các em hiểu chưa? Các thanh niên nào hiểu thì chấm cái để thầy biết nhá. Các thanh niên nào hiểu thì chấm cái để biết nhá. Đây là một câu khá là khó, đúng không? Đấy, đây là những câu lấy điểm 10 thôi. Những câu đấy 10 thì thường là rất kén bạn, các bạn học được. Rất kén các bạn học được. Không phải ai có thể học được. Đúng không? Nhưng mà học được thì vô đối, các em nhìn thấy tim của thầy rất là vô đối. Thế thì đấy các em nhìn thấy đề cuốn sách của thầy cực kỳ chất. Nó luyện cho ta từng chuyên đề một lấy điểm maximum luôn. Nhá. Mà lại trị giá chỉ có 145k. Thế em dã man. Nào. Mình có sang câu 39 nhá. X là hợp chất thơm của công thức phân tử C9H10O2 này, cho X tác dụng với NaOH thu được hai muối đều phân tử khối lớn hơn 80. Lưu ý là cả hai muối đều phân tử khối lớn hơn 80. Thế anh này nhá, là mình thu được muối CH3CONa, nhưng anh này không thu được muối đâu ạ. Anh này là chỉ thu được là C6H5CH2OH. Anh này ancol vứt. Đúng chưa? Anh này thu được muối này, nhưng anh này cũng thu được ancol CH5OH vứt tiếp. Được chưa? Anh này thì thu được muối này, hai muối này. Nhưng mà muối là HCONa thì phân tử khối bằng có 68 thôi. Nên là vứt tiếp. Mình đáp án đúng chắc chắn là đáp án D rồi. Thế vì ăn đáp án D nhá. Anh này thủy phân này thì thu được, các em ơi, nếu các em bị mờ ấy thì các em xem lại về tường, tí thì up Full HD lên là xem được ngay. Hò đấy. Anh này lớn hơn 80, anh này lớn hơn 80. Vậy đáp án đúng là đáp án D các em nhá. Ok, câu cuối cùng của tôi ngày hôm nay. Sẵn sàng cân câu cuối cùng của tôi ngày hôm nay chưa? Anh nội. Ngày thầy đang bị ho.
thầy đang bị ho. Đúng rồi, thầy đang bị ho các em ạ. Các em nhìn câu 40 có kinh không? Nhìn câu 40 kinh không? Kinh thì chấm cái để thầy cân cho mà xem nha. Hỗn hợp cùng 3 este đơn chức tạo thành từ cùng một ancol X với 3 axit carboxylic. Phân tử chỉ có một nhóm CH, trong đó có 2 axit no là đoạn kế tiếp. 2 axit no là đoạn kế tiếp và một axit không no có là phân hình học chứa một liên kết đôi trong phân tử kể nó. Thì phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Này, X. Vậy là ancol Y đây. Y và bình đựng NaOH natri dư sau phản ứng thu được khí và khối lượng bình tăng. Đây nhá, thầy xử lý đã này. À, X cộng NaOH thu được muối và Y. Được chưa? Cho Y vào bình natri dư. Sau phản ứng thu được khí hydro. Số mol bằng 0,896 chứ 2,1. Máy tính xịt xo rồi. Không thể tin vào mắt mình nữa. Thầy đang cân đây này. Thầy đang cân đây này. 0,896, 0,896 chia 2,4 bằng 0,04 mol. Thì anh này ăn cô đơn chức chắc chắn rồi. Vậy thì ra 1/2 rô với số mol anh này bằng 0,02. Khối lượng bình tăng nhá. M bình tăng thì bằng M ancol trừ M hydro. M bình tăng là 2,48 bằng M ancol trừ M hydro là 0,04 nhân 2. Vậy đến đây mình tìm được M ancol bằng 2,48 trừ đi 0,04 nhân 2 bằng 2,4. Được chưa? Vậy đến đây thì tìm được phân tử khối của ancol. À đâu, tôi chết nhầm, 2,48 cộng chứ. Cộng bằng 2,56. Phân tử khối ancol bằng 2,56 chia cho 0,02. Ui, ancol gì mà to thế? 0,4 x 1 chia 1/2 à, 0,08. Sorry. 2,56 chia 0,08. 2,56 chia 0,08 bằng 32. Phân tử khối ancol bằng 32 chắc chắn nó là CH3OH rồi. Chắc chắn cháu nó là CH3OH, đúng chưa? Ancol chúng ta chắc chắn là CH3OH này nhá. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 x thì thu được CO2 và nước, kệ nó để đến đấy. Thế bây giờ thì được này, ancol của thầy bằng 5,88 ancol dư khối lượng bình tăng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn gồm 3 este đơn chức cùng một ancol với 3 axit carboxylic trong phân tử chỉ chứa nhóm COH, trong đó 2 axit no là đồng phân kế tiếp. Thủy phân 5,88. À rồi, ok. Thế thì hoàn toàn Y này thì tìm được số mol là bằng 0,08 thì thầy suy ra được số mol của X bằng 0,08, được chưa? Mà khối lượng của X bằng 5,88. Vậy ngay lập tức thầy suy ra được phân tử khối của X sẽ bằng 5,88 chia 0,08. 5,88 chia 0,08 bằng 73,5. 73,5 nhá. 73,5 nhá. Ok chưa? 73,5 thì các em lưu ý 73,5 nhỏ hơn 74, lớn hơn 60. Mà 60 là este nhỏ nhất là C2H4O2. Nên chắc chắn có một thằng là C2H4O2. Hiểu chưa? C2H4O2 là thằng este duy nhất là HCOOCH3. Vậy ở đây để bài nói này. 3 este đơn chức tạo thành cùng một ancol với 3 axit này, 2 axit no đồng đẳng kế tiếp. Vậy thằng này là no tạo thành bởi từ axit là HCOOH rồi. Vậy thằng còn lại chắc chắn là CH3COOCH3. Được chưa? Vậy đây là thầy đã xác định được hai thằng axit no đồng đẳng kế tiếp, từ đó xét được hai thằng este no. Được chưa? Vậy chắc chắn hỗn hợp X của thầy này gồm này. CH3COOCH3 HCOOCH3. Còn một thằng nữa là còn một thằng este một tạo bởi từ một axit không no có đồng phân hình học chứa một nối đôi CC trong phân tử có đồng phân hình học nhá, chứa một nối đôi nhá. Vậy thì với những thằng này chúng ta phải sử dụng cái chiêu gọi là kinh nghiệm. Mình cứ giải một thằng thử đã. Thì đây có đồng phân hình học thì nó phải là CH3 này, CH nối đôi CH COOCH3. Thằng này thằng đầu dãy đồng đẳng thì thường hay rơi vào thằng này nhất.
mình dùng kinh nghiệm, nếu không đạt thằng này thì mình tăng thêm một CH3 nữa là được, hiểu chưa? Thì ở đây mình có này, tổng số mol là 0,08 nhé, tổng khối lượng bằng 5,88 nhé, được chưa? Thế mà lại đốt cháy trong tác dụng với oxy nhé, thu được CO2 nhé và nước nhé, số mol nước bằng 3,96 nhé, 3,96 chia 3,96 chia 18 bằng 0,22 nhé. Mình tập anh này A, anh này B, anh này C này, thầy có hệ phương trình nhá, thầy có hệ phương trình này. A cộng B cộng C bằng 0,08 này, khối lượng này 74A cộng 60B cộng 12345 cộng 100C bằng 5,88 nhá. Cuối cùng vào toàn nguyên tử nguyên tố hydro này, 6A này cộng với 4B này cộng với 3 nhân 1, 3 3 cộng 1 là 4, 4 cộng 1 là 5. 5 cộng 3 là 8. 8C này bằng 0,22 nhân 2. Đây mình tìm được ABC. 1 bằng 0,08 bằng 74 bằng 60 bằng 100. Ôi chết, bấm nhầm. 1 bằng 0,08 bằng 74 bằng 60 bằng 100 bằng 5,88 bằng 6 bằng 4 bằng 8 bằng 0,22 nhân 2 bằng A bằng 0,02. A bằng 0,02. B bằng 0,04. C bằng 0,02. Ok. Tròn rồi. Đề bài bảo phần trăm khối lượng ST không no. Đây, ST không no đây. Vậy mình có là 0,02 nhân 100 chia cho bằng 2 gam chia cho 5,88 bằng 0,34 nhân 100% bằng 34,01. 34,01 kìa. Oh yeah. Chúng ta đã giải full xong 40 câu ST bài kiểm tra. Trời đất. Dã man này mà có tận 5 bạn được điểm 10, trong đấy có 2 bạn live VIP. Đức chất lượng cao. Dã man thật. Hello. Bây giờ thầy đã livestream xong. Chúng ta nghỉ các em nha. Ấy chết, bấm nhầm. Hẹn gặp lại các em vào buổi thi tối chủ nhật. Bye bye. Chào tạm biệt.